Thư chung gửi quý cha trong bối cảnh nhiều nơi bị phong tỏa vì dịch bệnh, cần cứu trợ. Tòa Giám mục Xuân Lộc ngày 13 tháng 7 năm 2021, trọng kính quý cha quản hạt và quý cha. Lá thư ngỏ này được gửi đến quý cha trong tâm tình những người thợ trong cùng một vườn nho của Chúa để gợi ý giúp nhau chăm sóc vườn nho mến thương này. Giữa những thách đố hiện tại của cơn đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi người đều mang trách nhiệm trước sức khỏe của bản thân và anh chị em mình, nhưng chức năng và thẩm quyền thì tùy cương vị mỗi người. Thứ nhất, chính phủ đang có những biện pháp giãn cách xã hội chống lại sự lây lan của virus. Quy định 5K là quan trọng, dễ thực hiện và hiệu quả. Chúng ta gây ý thức cho giáo dân chấp hành. Theo hướng đi của y khoa, nước ta đang nhập hàng triệu liều vaccine và tuần tự tiêm ngừa cho người dân. Tâm trạng của những người trong vùng nhiễm và lân cận đều hoang mang, cảm thấy cuộc sống sinh hoạt khó khăn hạn chế. Chúng ta trông đợi nhờ phương thức cách ly, chữa trị những bệnh nhân F0, giãn cách xã hội, tiêm chủng, tạo thêm những vùng an toàn, cuộc sống bình ổn sớm trở lại. Thứ hai, đứng trước thực tế này, mối quan tâm và hoạt động của quý cha với cộng tác viên thiện nguyện của đông đảo giáo dân, quý chức ban hành giáo, các giới, các hội đoàn, các bạn trẻ đang là nguồn nâng đỡ tinh thần vật chất cho các gia đình không phân biệt lương giáo, nhất là những gia đình nghèo khó, những người thất nghiệp lâu ngày do dịch bệnh, những di dân lao động kiếm ăn từng bữa, bữa đói bữa no. Biết bao phương thức trợ giúp không đồng, nắm gạo mớ rau, những hộp cơm dùng ngay cho đỡ đói lòng đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Những ngõ ngắt đã quen heo hút, những lỗi mòn với những căn hộ lẻ loi, nay khoảng sân nhà thờ nhà xứ đã trở thành những địa chỉ thân thương thắm tình. Ở điểm này, nhiều người quan sát thấy quý cha và ban hành giáo rất uy tín để liên hệ được với các nhà vườn, những trại chăn nuôi, những ao thủy sản với giá nhân đạo. Ngoài ra, con xin gợi ý các cha quản hạt cùng với quý cha trong hạt dấn thân tìm hiểu tình hình lương thực địa phương mình, thực phẩm nào còn thiếu cần trợ giúp hoặc thực phẩm nào số lượng dồi dào có thể gửi đi cứu trợ, và các cha quản hạt thông báo cho nhau để nguồn thực phẩm luân chuyển hợp nhu cầu, không bị phí phạm và đến được nơi anh chị em chúng ta đang cần trợ giúp hơn. Tòa giám mục đã liên hệ chính quyền tỉnh, xin quý cha cũng liên hệ với chính quyền địa phương nơi đi, nơi đến để các nhóm cứu trợ được tạo điều kiện thuận lợi khi qua các trạm kiểm soát, được hỗ trợ trong việc phòng chống dịch bệnh và trong khi hoạt động, xin giữ nghiêm chỉnh những biện pháp phòng chống lây nhiễm. 3. Chúng ta cảm nhận trong những ngày này, giữa những nhu cầu lương thực không thể thiếu đã trỗi lên như điểm son tình thương, lá lành đùm lá rách, cung cắt trao bằng cả con tim, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái no, tình làng nghĩa xóm, bất kể lương giáo xóm đạo mới thật sự làm cho ta sống. Là những người vốn chan chứa lòng tin cậy mến nơi Chúa, chúng ta có đời cầu nguyện. Cùng giáo phận, nhiều giáo xứ đã hiệp thông cầu nguyện trực tuyến, sốt sắng cử hành thánh lễ và giờ kinh lòng thương xót. Và cuối ngày khi màn đêm buông, thật ý nghĩa, giờ nguyện cầu sum họp trong gia đình. Trọng kính quý cha quản hạt và quý cha, có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân? Nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy. Đại tỷ phú Steve Jobs, chủ tịch điều hành công ty thời gian công nghệ số Apple, từng là người con bị bỏ rơi, tự lập, tạo sự nghiệp. Di chúc năm 2011, sự khác biệt giữa con người và làm người là rất lớn. Đừng giáo dục trẻ em phải trở nên giàu có trong tương lai, nhưng hãy dạy chúng cách sống mang lại hạnh phúc. Như vậy khi lớn lên, chúng sẽ biết giá trị thật của mọi sự, không phải dựa trên tiền bạc. Có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân, nhưng ta cố công làm người trong chính những gian truân ấy, nhờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa chúng ta. Với lời chuyển cầu của Đức Trinh Mẫu Diễm Phúc Thánh cả Giuse, xin Thiên Chúa chúc phúc cho tấm lòng vàng của muôn người và của quý cha. Những gì anh em đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của ta là anh em đã làm cho chính mình ta. Matthew 25:40.
Thân mến chào quý cha quản hạt và quý cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc.